Xin kính chào tất cả quý vị khán giả và các bạn đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn. Và xin chúc cho tất cả quý vị một ngày thật vui vẻ, bình an, gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống. Vâng, kính thưa quý vị, nếu thấy thông tin này hữu ích thì cho mình một cái like, nhấn nút đăng ký kênh cho Cali Sài Gòn. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều. Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay thì mình cũng sẽ đưa tin về Bình Dương. Sự mất mát của người đẹp Bình Dương là cô Thẩm Thúy Hằng vừa ra đi. Tại Bình Dương thì hôm nay cũng lại có một cái chuyện buồn nữa. Đó là một cái quán karaoke bị cháy tan tành và đã cướp đi mạng sống của 32 người. Hy vọng rằng 32 người là con số nhất định, chứ mỗi lúc mỗi tìm ra nhiều nữa, một số phận nữa thì nó buồn lắm. Có nhiều cái khi mà cháy đó quý vị, thì không có lối thoát, có nhiều người chui vô phòng toilet đó quý vị, để giống như ở đó người ta nghĩ rằng có nước để mong rằng sẽ không bị chết cháy, nhưng cũng bị chết vì chết ngạt đó quý vị. Có nhiều cái toilet người ta khám phá ra 4-5 người chết trong đó, có chỗ thì 2-3 người chết trong đó. Cái kẹt nhất là những cái phòng karaoke Việt Nam đó quý vị, cửa sổ toàn là song sắt không à. Khi mà có chuyện hỏa hoạn gì đó, người ta không có bung ra ở ngoài được. Còn bên Mỹ nó khác hơn, là nhà cửa thì bằng kiến chứ không có làm song sắt. Cho nên quý vị thấy cháy mà chết người á, là trừ khi những cái building á, chung cư cao thì là cao á, thì mới có thể là chết người. Nhưng mà người ta cũng cứu nó lẹ làng lắm. Thường thường là 5-10 phút là tới nơi à, mà vội rồng người ta phun với lại một cái mức độ nhanh chóng rất là ấy. Còn ở Việt Nam này không phải là mình nói gì, nhưng mà ở Việt Nam xe cộ thì đông đúc. Mỗi lần mà bệnh viện xe cứu hỏa hay là xe cứu cấp mà đi á, mình thấy cũng ít có ai nhường đường lắm. Không phải là mình nói không có, nhưng mà cái sự mà nhường đường hay là để cho người ta làm việc á, thì nó rất hiếm. Nó khó lắm. Thứ nhất là xe cộ đông và ý thức nữa. Quay trở lại với vấn đề mà tại sao mà mình nói như vậy, tại vì mình nói nhiều khi á, người ta đi chậm một chút xíu là cứu không kịp người đó quý vị ha. Cho nên nhân tiện đây, nếu quý vị ở Việt Nam, nếu mà nghe xe cứu hỏa hay là xe cứu thương, quý vị nên nép vào bên trong, chúng ta có ý thức, biết đâu trên xe cứu thương đó một là trong những người mình quen biết thì sao, phải không quý vị ha. Quay trở lại với lại những cái phòng karaoke. Nếu mà ở Mỹ này thì mỗi phòng hay hoặc là 2-3 phòng sẽ có một cái bình chữa lửa. Cứ 2-3 phòng sẽ có một cái bình chữa lửa. Và người ta huấn luyện cho tất cả nhân viên ở đó làm sao xài bình chữa lửa. Luôn cả ông chủ cũng phải biết cái đó. Có những cái cửa thông hơi hoặc là cháy thì sẽ chạy đi ngã nào ngã nào. Và người ta có những cái lối người ta chỉ các bạn, nếu mà gặp fire thì mình chạy cái chỗ đó. Có những cánh cửa bự lắm, rộng lắm, và cái đó là lối thoát hiểm, ở trong đi ra được thôi, ở ngoài đi vô thì không được, mở cửa đi vô không được. Cho nên rất là an toàn. Mình mong rằng Việt Nam sẽ có những cái lối thoát hiểm như thế nào để an toàn cho người sử dụng, như là những người mà khách hàng. Chứ như vậy, đi chơi như vậy rất là nguy hiểm và cũng phập phồng lo sợ, không có vui, không có gì ha. Hôm nay thì chúng ta sẽ chia sẻ về vấn đề cháy ở Bình Dương như thế nào quý vị. Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương đã ghi nhận là 32 người tử vong. Tối ngày 7 tháng 9, nguồn tin Tiền Phong cho hay, là báo Tiền Phong đó quý vị. Vụ cháy quán karaoke Anh Phú đã làm đến 32 người chết. Trong số nạn nhân tử vong, có một nữ tập vụ dù nỗ lực thoát ra ngoài nhưng không kịp. Đến 19:30 tối, ngày 7 tháng 9, một nguồn tin cho hay đã tìm kiếm và ghi nhận thêm số người tử vong trong vụ quán của karaoke An Phú, phường An Phú, thành phố Thuận An. Cụ thể là có 32 người tử vong, 15 nữ và 17 nam, trong đó có một nữ tập vụ, hầu hết nhân viên quán và số ít là khách. Như vậy, những người tử vong đa số là nhân viên của cái quán này. Mặc dù người ta làm trong đó mà người ta còn không thoát khỏi hiểm được, làm sao mà khách hàng mà tới đó mà biết cái ngã nào mà chạy, phải không quý vị? Nếu mà chạy trên tầng cao nhất á, trên sân thượng thì có thể là thoát được thôi.
mà mấy hôm nay mà ở Việt Nam mưa nhiều lắm, mưa là lụt lũ rồi chỗ nào cũng mưa, nhưng mà tại sao mình tức thiệt mình thì cái tại sao lúc mà trái đó thì lại không có mưa gần cái chỗ đó ha quý vị ha. Hiện công tác tìm kiếm nạn nhân đang diễn ra và hiện trường vẫn đang phong tỏa. Lãnh đạo Bộ Công an và Công an tỉnh Bình Dương có mặt từ sáng đến nay tại hiện trường để chỉ đạo. Đến tối nay, nhiều thi thể nạn nhân vẫn chưa có người thân đến làm thủ tục nhận và bàn giao. Hầu hết nhân viên quán karaoke quê ở miền Tây nên sau khi vụ việc xảy ra, việc người thân đã di chuyển đến Bình Dương bằng xe gắn máy. Trước đó, Tiền Phong đã đưa tin vụ cháy xảy ra vào lúc 20:50 tối 6 tháng 9 tại cơ sở kinh doanh karaoke An Phú số 166C, Bùi Thị Xuân, khu phố A1, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Công an tỉnh Bình Dương đã triển khai lực lượng, phương tiện xe gồm 8 xe chữa cháy, 2 xe thang, 1 xe trạm bơm, 1 xe phương tiện, 1 xe chỉ huy và 66 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Vào thời điểm xảy ra vụ cháy, nhiều người bị mắc kẹt bên trong. Lực lượng chức năng đưa xe thang giải cứu 22 nạn nhân ra khỏi quán theo lối sân thượng, hàng chục người bị thương đưa đến bệnh viện cấp cứu. Được biết là quán karaoke An Phú do ông Lê Anh Xuân, 42 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh làm chủ. Quán được thiết kế 3 tầng với khoảng 30 phòng hát. Wow, quá nhiều phải không quý vị ha? 30 phòng hát lận. Hoạt động từ năm 2016 đến nay, quán karaoke này được ngành chức năng cấp chứng nhận là bảo đảm an toàn phòng cháy, điểm khởi phát quả ở khu vực tầng 2 của quán. Đại diện quán karaoke An Phú cho biết, thời điểm xảy ra vụ cháy, tại cơ sở có 5 trên 30 phòng hát đang hoạt động, gồm các phòng 301, 302, 303, 305 và 306. Và có khoảng 60 người có mặt tại cơ sở, trong đó có khoảng 30 người là khách đến hát, còn lại là nhân viên và tiếp viên của quán. Đó là theo tờ báo Tiền Phong. Và bây giờ theo tờ báo Việt Nam Express, một tờ báo lớn chính thống của Việt Nam, thì chúng ta sẽ ghi nhận như thế nào? 33 người chết trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương. Như vậy có nghĩa là thêm một người nữa, phải không quý vị? Theo như tờ báo của Việt Nam Express, tối ngày 7 tháng 9, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương xác nhận tổng cộng là 33 người tử vong trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại karaoke ở thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Lúc 20 giờ, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết trong số nạn nhân tử vong ở vụ cháy quán karaoke tại phường An Phú có 17 nam và 16 nữ, trong đó một nữ nhân viên chết tại bệnh viện do nhảy từ trên cao xuống. Thi thể các nạn nhân được đưa tới nhà xác Bệnh viện Đa khoa Thuận An. Công tác tìm kiếm nạn nhân đã kết thúc, các lực lượng rút dần về đơn vị. Như vậy, trước đó thì chúng ta biết rằng là 32 người, nhưng bây giờ một nữ nhân viên từ nhảy từ trên cao xuống, có nóng quá mà phải không quý vị ha, cho nên biết đâu nhảy xuống còn cái lối thoát, còn sống được, nhưng mà nữ nhân viên này đã thiệt mạng tại chỗ đó sau khi nhảy xuống, sau khi đưa đến bệnh viện đó quý vị. Thành ra tổng cộng số người tử vong là tới 33 người. Hiện trường đám cháy lúc này vẫn được phong tỏa chặt, nhiều xe của cơ quan điều tra liên tục ra vào. Hàng trăm người dân hiếu kỳ tập trung xung quanh, nhiều người chụp hình, livestream khiến khu vực ùn tắc nghiêm trọng. Cảnh sát phải tới điều tiết, phân luồng, giảm những người mà đi tới lui làm lộn xộn khu vực. Trước đó, khoảng 16 giờ khi vào sâu tìm kiếm lực lượng cứu hộ, tìm thấy nhiều thi thể nằm trong nhà vệ sinh tầng 3. Gần phòng hát 305, lúc 18 giờ, ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân của tỉnh Bình Dương, nói cảnh sát cứu hộ đã tìm thấy tổng cộng 23 thi thể. Với những diễn biến tại hiện trường, khả năng nhiều thi thể nạn nhân sẽ được phát hiện thêm.
Trong chiều nay, lực lượng phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận thêm và chi viện cho 15 chiến sĩ cứu nạn tinh nhuệ phối hợp với lực lượng ở Bình Dương tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt trong quán karaoke. Bởi sau thời gian khá dài, cứu hộ địa phương chưa thể tiếp cận được một phòng hát, một phòng kho do nhiệt độ ở đây rất cao. Một lãnh đạo phòng cháy chữa cháy của thành phố Hồ Chí Minh cho biết cấu kiện xây dựng của quán sau nhiều giờ cháy bị sập đã che lấp các lối nên cần lực lượng có kinh nghiệm cứu nạn tiếp cận. Đây là những chiến sĩ cứu nạn, cứu hộ tinh nhuệ của đơn vị, lãnh đạo này chia sẻ. Sau khi nhận sự chi viện, nhân sự dày dặn kinh nghiệm từ thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng tiếp tục đập tường để tiếp cận một phòng. Do phòng bị đóng kín quá nóng, đội cứu hộ để nhiệt bên trong tỏ ra rồi mới tiếp cận vào bên trong được. Quán karaoke có gần 30 phòng hát, tập trung nhiều nhất là tầng 2, nơi khởi phát hỏa hoạn. Khoảng 21 giờ hôm qua, đám cháy bùng phát sau nhiều tiếng nổ lớn tại quán karaoke An Phú trên đường Trần Quang Diệu. Lúc này trong quán có khoảng 70 nhân viên và khách. Một số người dùng bình chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng bất thành. Hỏa hoạn đến bất ngờ, nhiều người không kịp thoát ra ngoài kêu cứu. Một số chạy ra ban công, sau đó nhảy từ tầng 2 xuống đất. Và đây là một số lời bình luận của khán giả. Cơ quan chức năng nên nhanh chóng kiểm tra, rà soát, làm mạnh tay với những hàng quán cùng loại quán bar, vũ trường, karaoke, bắt buộc mở thêm lối thoát hiểm ở cả mặt tiền và sau lưng. Bắt buộc, ngoài bình chữa lửa và vòi tay thì phải lắp BCCC tự động, bắt đóng bảo hiểm BCCC, không có hoặc thiếu thì thu hồi tạm ngưng ngay. Và một lời bình luận khác. Trời ơi, đau lòng quá, sáng ra đọc bài thấy 7 người chết, trưa thêm 12 người và chiều lên đến 22 người, tổn thất quá lớn, chỉ hy vọng không thêm ca tử vong nào nữa, nhưng cuối cùng là tới 33 người mất lần. Cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với lại Cali Sài Gòn chia sẻ về những tin tức xảy ra hàng ngày của chúng ta. Xin chào và hẹn tất cả quý vị trong một video clip lần sau. Và cũng xin chia buồn đến tất cả những người đã bỏ mạng tại quán karaoke An Phú.